mọi người, tại vì thời gian gần đây Vi bận quá nên không thể ra clip thường xuyên cho mọi người xem được. Nhưng mà thời gian sắp tới thì sẽ có những cái clip rất là hay nha. Yeah. Mọi người nhớ nhấn đăng ký ủng hộ Vi ở phía dưới nè. Nói chung là hôm nay vô chủ đề quan trọng, chủ đề chính đi, đó là Vi sẽ dẫn mọi người tới một cái tiệm bánh tuổi thơ. Ở trong bán rất là nhiều món mà ăn vặt hồi xưa mình hay ăn đó mọi người. Nên hôm nay mới đổi cái nón này, thấy không? Quay trở về tuổi thơ liền. Rồi, bây giờ không nói nhiều nữa, bây giờ mình tới cái quán nó đi rồi mọi người sẽ biết nó bán những gì nha. Hôm nay có một anh quay phim đặc biệt quay giùm Vi, đó là anh Thạc Đức Vlog. Hello mọi người, lại là tôi đây. Thôi được rồi, bây giờ mình đi thôi. Anh Thạc Đức đang cho cá ăn trước khi chở VV đi mua đồ. Đó, ở đây tôi có cái hộp cá đẹp lắm nha. Vài bữa nữa tôi sẽ review sơ sơ con cá. Sau đó tôi sẽ bắt những con cá này lên, tôi làm thịt tôi ăn. Điên hay gì? Cá người ta chân tự nhiên làm thịt. Lẹ lên, trễ giờ rồi. Từ từ. Ây da. Đó đó đó, nghiệp quật. Thì hiện tại Vi đang có mặt ở tiệm bánh tuổi thơ nha mọi người. Địa chỉ là 205-27 Huỳnh Tấn Phát, quận 7. Nên ai mà muốn mua thì cứ tới địa chỉ này sẽ có đầy đồ. Bây giờ mình thử vô chổng xem có gì đi. Ủa, mấy cái hộp bánh kẹo nè mọi người. Đó, cái hộp này là người ta bán kẹo xí mũi phải không? Còn cái hộp này đó, thấy chưa? Đây, Milk Chocolate. Đó là kẹo không có sữa. Cái thanh sô-cô-la và trắng đen á, mọi người có nhớ không? Rồi cái thời đại mà 8X, 9X là nhớ hết nha em đứa ơi. Trời, trước mặt chúng ta là nguyên một đống. Nhiều quá. Trời ơi. Mới bước vô thì mọi người phải lấy một cái rổ để mình mua hàng nha. Rổ đỏ đầu đi. Mới vô đã thấy rất là nhiều bánh bao nha mọi người. Đây gọi là bánh bao mini nè. Dễ thương không? Tuổi thơ mọi người có thích ăn cái này không? Vi là cái thích ăn số 1. Cái sao này bao nhiêu? 20k 16 bánh bao vậy luôn. Đây là kẹo xí mũi của ta. Đây là kẹo hồi xưa phải ăn. Nói chung là ở ngoài nó là một cái lớp đường, kẹo đường. Còn ở trong nó sẽ có một viên xí mũi nha mọi người. Đây luôn. Lại là xí mũi đây, cái hộp này đã giới thiệu. Đó, là người ta sẽ đựng trong cái hũ này nè mọi người. Gỡ ra. Màu đỏ như áo ghê. Đây mình phải lấy hết, lấy banh ơ luôn. Kẹo khủng long nè. Một bọc kẹo như là nó có 3 viên nha. Hết dễ thương chưa. Kẹo khủng long tưng tưng. Lạ. Ở đây nhiều món rồi đó, ăn quá. Quay về tuổi thơ. Còn cái này là kẹo dẻo nè mọi người. Cái này thì hồi nhỏ Vi không có ăn. Ai mà ăn kẹo này thì comment cho Vi biết nha. Dưa hấu. Đó, Tết đến rồi. Lấy một miếng. Lấy hai. À, cầm giùm coi. Trời ơi, nó lụa hàng, phải cầm giùm chứ. Tiếp theo, đó là tăng 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 tăng. Đây là sinh gum á mọi người, nhưng mà trong này nó có hình xăm nữa. Thơm mùi trái cây đó. Trong này có hình xăm nha. Ai mà muốn chất cái thì mua một miếng. Này hình như là nho nè, cam nè. Cam. Còn vàng là gì ta? Không biết nữa. Lấy ba cục đi. Không biết nhưng mà cứ lấy để review cho mọi người xem. Đây là kẹo bắp, quen thuộc. Bây giờ hiện tại thì Vi thấy ngoài siêu thị vẫn còn bán mấy cái kẹo này nha. Đây Hường cũng có luôn. Hai cục kẹo bắp. Trời, chắc tôi ăn hết cái đống này quá. Đây, cái kẹo sô-cô-la nãy Vi nói lắm luôn. Kẹo sô-cô-la bò sữa nè mọi người. Wow. Ồ, cái này có bò sữa hả ta? Nhìn giống lái cá dưới biển quá trời. Thôi lấy đại đi. Xin anh trả tiền nha. Má yêu. Không được rồi. Ba này bà mua cái gì rồi? Bà quay tới đó. Dạ sao? Trả không? Còn đây là những cái cây mà bột á mọi người. Cây bột không mà Vi hồi đó Vi thích ăn cái hũ không?
cái hũ bột hơn. Bây giờ mình thử kiếm xem ở đây nó có cái hũ bột đó không nha. Đây. Ý, hũ bột huyền thoại nè. Wow. Đó, đó, mình hay ăn cái này nè mọi người. Con dâu, con xoài nè mọi người. Rồi có nho, có táo nữa, cam nữa luôn. Anh trả tiền là gì? Đây là kẹo nồi, có nổ banh hồng bé. Ừ, ăn thì mình lượp 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 trong hồng. Đó, kẹo hoa quả nổ, thấy không? Thấy mặt con này không? Hướng chưa, hướng chưa? Khói đi. Kẹo xê nè, kẹo xê nè. Trong đây là có rất nhiều loại kẹo xê luôn mọi người. Rất nhiều loại luôn. Ờ, có tới 4 cái vitamin C lận. Nên Vi sẽ lấy một cái mà hồi xưa mình hay ăn đi. Là cái hũ này. Yeah. Dễ hơn. Đó. Còn này trả lại, ừ trả lại, chân lại. Ôi mà đặc biệt ở đây nha, nó có mấy cái rổ là dễ thương á. Cái rổ này có bán. Dễ thương. Ui, siêu nhân nè mọi người, super star, super đó. Này hồi đó Vi hay lấy cái cọng dây á để mình buộc vô, mình đeo vô vậy nè, đó. Mỗi lần ăn kẹo xong cái còn dư cái mặt nạ đó mọi người, cái đeo vô cho nó chíp chíp đó. Lấy một cái về một kiếm cộng dinh thôi mình buộc vô. Đây là bánh pizza đó, pizza nha. Bánh đồng tiền nè mọi người, nhớ hồi đó mình cũng hay ăn bánh đồng tiền đó. Bây giờ mình sẽ lựa một cái, cái này hợp với màu đỏ áo V nên mình sẽ lấy cái này. Kẹo xí muội hả? Thôi nãy giờ có hai bịch xí muội rồi, mình sẽ lấy hai bịch đó thôi. Đây là cái bánh mà xịt kem lên đó, dễ thương chưa? Đây là cái cây kem, cái mình xịt cái kem vào tầm năng nè. Bây giờ Vi sẽ lấy một mùi đi. Cái nào ngon anh? Cái nào? Này hả? Cái gì đó? Cái nào? Dâu hả? Dâu cũng được. Đó, màu đỏ nhiều quá mọi người. Cái này sao giống thử thách ăn tất cả đồ màu đỏ vậy? Nghi lắm. Đi. Cái này Vi về Vi chơi bông bóng vui nè. Cái này mình bán lẻ được phải không chị? Cái này mình có lẻ. Vi thấy một cái hũ này màu xanh dương, Vi thích màu xanh dương nên Vi sẽ lấy màu xanh dương nha. Yeah. Đó. Sợ lớn lắm bà chủ bà này chết. Đó. Về thổi bong bóng cho mọi người xem. Hồi đó lớp 1, lớp 2 Vi hay xài viết máy á mọi người, để viết bài cho nó chữ nó đẹp. Nên giờ mình hết xài. Để đây đi. Ui mà công nhận là ở đây bán rất là nhiều đồ hồi xưa Vi hay. Ý đây là kẹo nhẫn kim cương. Nè. Ăn xong cái đeo nhẫn vô luôn. Đó, chất 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 liền. Để Vi coi Vi lấy mùi nè. Hay màu tím đẹp nè. Cái màu tím đẹp. Lấy màu tím. Đây là cái kẹo kim yến. Đó, mà đó hay ăn kẹo kim yến đó mọi người. Bạc hà, cam, dâu, đó, có ba mùi. Thôi lấy cam đi hả? Nãy giờ cái hộp này đẹp. Mì chị em huyền thoại. Chỗ đi ghê chứ, đi ghê chưa. Anh đứt khoái liền. Ê, bây giờ mình lớp vào đây đi, bên đây còn nữa nè mọi người. Ê, bánh ba khổng lồ. Ê, sao nãy Vi không thấy? Đây bánh ba mini nè. Bánh ba khổng lồ. Ăn nhiều béo lắm. Cái này là hình như là cái kẹo bàn chân hay cái gì đó. Kẹo này Vi gờ cho mấy nó mềm mềm. Hình như hồi đó Vi không phải ăn cái này. Tuổi thơ bất hạnh rồi. Đây, hamburger nè mọi người. Dễ thương quá à. Qua đây Vi sẽ lấy hai cục kẹo hamburger nha. Mọi người có muốn xài iPhone 8 Plus đó. Thấy chưa? Chưa đấy kia chưa? Đây là đồ chơi hồi xưa nè mọi người. Màu trắng, màu đen. Thôi xài màu trắng đi ha, cho nó sang chảnh ơ đồ. Yeah. iPhone 8S màu trắng. Rõ ra vậy nè. Cầm đi đúng rồi. Trời ơi, nãy giờ không cầm. Làm nó cầm hả? Yeah, Vi đã mua được một cái iPhone 8 Plus S. Cái này có bán không chị? Không bán mọi người ơi, cái này chỉ để trưng bày thôi. Cứ vào lại. Trời ơi, đây còn rất là nhiều món mà Vi chưa có mua. Tại vì mua một số món hồi đó Vi hay ăn để review cho mọi người thôi.
nữa không? Còn gì nữa không? Còn thiếu một món. Món gì? Tôi mới phát hiện ra. Món gì? Món này bảo đảm Vi thấy là phái liền. Đâu? Hồi nhỏ là tôi hay ăn cái này lắm nè. Đúng em không? Em ăn cái này nữa. Thấy chưa? Trời ơi, nãy giờ nó nằm trong hốc trong hang không có thấy được. Thấy luôn đó. Ủa cô gì ta? Tự nhiên chỉ bả và bả mua rồi tôi trả tiền. Hình như nãy Vi thấy có một cái món đồ chơi rất là đặc biệt. Đây là khuôn đồ chơi nha mọi người. Chanh cát. Đó, hồi đó hay chơi chanh cát đúng không? Có bi nữa nè. Mà Vi không biết bắn bi. Làm thôi. Có chanh cát chanh cát. Chanh cát nè. Siêu nhân nè, anh Úc. Anh Úc, siêu nhân. Anh thích chơi búp bê à? What? Cái gì? Cái gì làm? Trời quá luôn á. Thật sự mọi người. Nè, cái này dành cho anh. Yeah. Ê, không, cái này chứ. Kitty nè, Kitty nè, cái cá. Con mèo gì quá gì vậy? Nửa mèo, nửa cá. Đây. Cái này giống như là cái máy tính. Cái đó có cái điện thoại. Nhưng mà mọi người biết chơi sao không? Đó là mình sẽ bấm vậy nè, đó. Làm sao cho những cái dòng. Ơ, thấy ghê kìa. Vì mới bấm là vô bốn cái dòng luôn đó, thấy ghê không? Đó, mình làm sao cho những cái dòng này vô hết được trong đây. Đó, ngồi mò mò đi bé đó. Cái này bên đây cũng vậy luôn. Ê, trời, rớt rồi. Kẹt. Mình mua đi, mình về mình chơi đó. Mình mua. Mọi người thấy màu nào đẹp ta? Màu này đúng không? Về lấy màu này. Ôi, có cái máy điện tử hồi xưa nữa nè. Cái này hồi đó Vi hay chơi ghép hình này nọ đó. Dễ thương lắm. Xếp gạch với con rắn á. Xếp gạch, đúng rồi. Trời ơi. Đây là cái kính vạn hoa nha. Mình sẽ nhìn gì nè. Đó, quay vậy nè mọi người. Là nó có rất là nhiều vậy luôn. Đó. Em đi qua cho mọi người xem nha. Đó. Thấy nhiều hoa không? Wow. Hay quá à. Mũi xem em không thấy anh vậy. Đâu cho anh mũi xem chứ. Xem gì còn nghĩ cho nội. Để điên hả? Ôi mọi người mua rất là nhiều luôn. Mà chỉ có 131 ngàn thôi. Vì mua đồ chơi và đồ ăn nữa quá trời. Cái bọn dễ thương nữa, tiệm bánh tuổi thơ nha mọi người. Đó, ở đây nó có Facebook nè, Instagram. Rồi có địa chỉ luôn, như nãy Vi nói đó. Nên là mọi người nếu mà muốn quay trở về tuổi thơ thì cứ ghé tiệm. Chừng chờ gì nữa, bây giờ mình sẽ về quay clip thứ hai cho mọi người xem. Về ăn bánh ơn. Đó.